Đấy, những món ăn lên bàn nha cả nhà. Cái nhà cái xem clip được quên ủng hộ đăng ký chia sẻ kênh mình nha. Thương cái tiền vlog nha. Này đám sinh nhật của em nha, làm chiên gà hề nè, gam này gì nè, nhậu chơi chút xíu. Cái tượng đi sao đi gì, cái tượng làm gì, tám điểm phải điểm rồi vậy, phải điểm rồi ha, ai biết tám điểm bạc điểm không biết rồi gì. Đây cái nhà nước lẩu nha. Đi lòng gà vậy, mè gan gà, gà vịt, gan vịt núm như thế nè, cái tượng. Đây, lòng gà những cái nha. Đây là heo chiên nước mắm nha. Mì tôm cả nhà ơi. Mì tôm nấm, mướp, hành, gan vịt. Mì tôm. Ăn mì tôm đi rồi nhậu sau nha ơi. Đây là hủ tiếu rồi đó nha. Tiếu sần. Đây riêng cái tượng. Thịt gà. Mình dễ mua lộn cây gần luôn ba cái cây. Nãy giờ mất cái mặt luôn rồi. Kêu hẳn lấy cái thích đi. Khô cấu nữa cả nhà. Ngon quá. Đây. Cái gì? Cá lộn. Khỏi lấy cá lộn này trước đi. Con lạnh nó rồi, cái con cao. Bắp chân bơ. Ta tụi dây cầu. Chơi chút xíu đi. Con liếu con ghé. Liếu một con rồi á. Ghé cũng công nhộn nhẹn mạnh. Xe cũng đi ngang hút rồi lại. Ừ, uống bia lầm cái chỗ con nhận lon hay lon. Thôi vỡ. Không binh gà cho nó. Qua. Không qua cho binh gà cho nó qua. Không qua qua ngay á. Hả? Vậy. Sen hả? Sen á. Tám kìa, quay tám nó lên.
đây những món ăn bàn nha cả nhà. Nhà cái xe clip được ủng hộ đăng ký chia sẻ kênh mình nha. Thương cái tiền với lóc nha. Bò ướp với chú Hạnh nữa nha. Đam mơ rất nhiều nha. Thịt heo, có tấn. Vịt nấu cháo. Sao nấu cháo đổ nước gì kỹ tại? Cháo vậy nó múc ra không thì sáu vậy. À, cái gì vậy? Đây là nồi đúc lẩu. Trời ơi má ơi. Chỗ này chắc cay dữ lắm. Cha mua đồ giúp xịn quá vậy đó. Cởi đó. Ôi, bà quên là nãy đi quên hết cửa đó tại sao lại quên rồi. Có ai, có ai? Bảo cam vô thì nó mới thơm. À, mấy dĩa, một dĩa, hai dĩa đây. Dĩa thôi. Nhiều ra hai dĩa biết sao ăn ạ. Nào thì từ từ, dĩa thôi. Mấy bạn. Bạn tức đi, gần bạn kia thì từ từ đó. Thì gỏi nhiều hơn à. Đó là bác sinh này chứ không có đủ. Đảo tiêu luôn nè. Gà này gà của dĩa cái gì vậy? Gà lẩu này đây nè. Mà gà này gà nhà gì?